Đây là vòng thi đấu cuối cùng mang tên Lộ Diện trong chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Bây giờ còn một câu hỏi nữa thôi, xin mời. Chúng ta sẽ lựa chọn trong những câu hỏi còn lại. Dương, em chọn đi. Em chọn à? Lần trước mình đã chọn kiến thức rồi thì phần này mình chọn tư duy đi ha. Em sẽ chọn câu số 3 được không ạ? Số 3. Câu hỏi của chúng ta như sau. Đầu tròn mình nhỏ thon thon, nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi. Đây là cái gì? Thời gian đã hết. Đáp án của Thùy Dương là gì ạ? Câu này khó nên là em nhường đàn anh nói trước được không ạ? Đàn em đã nhường đàn anh. Dạ. Yeah. Theo anh nghĩ thì đang nói về cái tiếp kem đánh răng. Kem đánh răng. Đầu tròn nè, mình nhỏ thon thon để nắm đầu, vặn cái cổ. Mà có cái câu là hai hàng lệ rơi thì anh nghĩ chắc là cái kem đánh răng nó có hai hai khay. Dạ. Phân tích cũng đúng nha. Vâng, và đáp án đó hoàn toàn không chính xác anh nha. Em, bé yêu. Trời, câu này khó ấy. Em nhờ anh Sang mà em đã loại được một đáp án sai. Em cảm ơn anh. Trời, trời ơi. Trời ơi. Em đoán là cái chìa khóa. Cái chìa khóa. Em không dám chắc lắm. Đầu tròn này, xong rồi có cái thân nhỏ nhỏ này. Vặn cổ xoay. Nhưng mà hai hàng lệ rơi thì em cũng không rõ là cái gì. Em cứ đoán chìa khóa thôi. Sai lường nha. Đáp án của chương trình là cái vòi nước. Vì chưa chính xác cho nên mình bị trừ 5 điểm mọi người. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta đi tìm nhân vật có điểm số cao hơn thông qua 3 vòng thi. Ánh sáng tắt. 3 2 1 Ánh sáng dừng. Chúc mừng Minh Sang. Yeah. Hồi hộp ghê luôn á. Xin mời Huỳnh Thanh Trực và Như Thùy lên sân khấu lại ạ. Bây giờ nè, chúng ta sẽ bắt đầu lộ diện. Mình là ai nè? Mình là Phong Tỏa. Đúng vậy. Anh biết rồi. Tại vì sao anh biết? Tại vì điểm số của em đang còn nằm ở trên bảng, không bị mất đi. Có nghĩa em đã bảo toàn được số điểm của em mặc dù rất thấp. Anh ơi, anh Sang ơi, anh là nhân vật nào ngày hôm nay nè? Anh là chuyên gia loại trừ. Chuyên gia loại trừ. Anh có loại trừ được không? Anh có loại trừ rồi nhưng mà anh vẫn trả lời sai. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc mừng anh nha. Nhưng anh vẫn chiến thắng nha. Thùy Dương, em là ai? Em là chuyên gia copy ạ. Cao thủ biết tốt ngày hôm nay. Không điểm. Không sao, nhưng mà em là điểm lớn như em muốn. Dạ, cảm ơn và chúc mừng mọi người. Nhưng nha, có một sự bất ngờ ở đây. Về nhất được 8 triệu rồi, về nhì được 5 triệu, hai người về ba sẽ được 3 triệu đồng đúng không ạ? Hiện nay điểm số của Thùy Dương vẫn đang còn điểm. Nhưng em chỉ có 15 điểm thôi, em về ba ngày hôm nay. Trực ơi, em về nhì 5 triệu đồng. Yeah. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì có nhiều cái sự bất ngờ đúng không ạ? Vào cuối chương trình thì đây là người bất ngờ nhất. Vâng. Tuy là chơi không ra câu hỏi đúng nhiều nhưng mà vẫn chiến thắng về nhì với 5 triệu đồng. Em, 8 triệu trao cho anh Sang giùm anh. Ủa? 8 triệu trao cho nhân vật chính nha. Xuất sắc ngày hôm nay. Anh Sang đã nhận được 8 triệu nha. Chiến thắng luôn. Xin được cảm ơn 4 nghệ sĩ ngày hôm nay đã tham gia chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Rất là vui luôn á, có nhiều tiếng cười lắm. Và chúc mọi người sẽ luôn luôn dễ thương như vậy nè. Lạc quan, yêu đời và đặc biệt thành công hơn với những gì mà chúng ta sẽ lựa chọn nha trong tương lai. Cảm ơn. Chúc một phim thành công nha. Hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đừng quên mở TV vào tuần sau 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để theo dõi chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xu xin chào và hẹn gặp lại!